nói ra chị cho nó phản bác không biết. Nữa hả? Chị Nguyên nó không nhận nữa đâu. Thì không phải đã nhận cho nó chứ sao vậy? Nó ở nhà sao nó đặt địa chỉ bên này? Ủa chị ăn mặc kẹo thấy nó thấy chặt không vậy? Chắc. Em mặc nó còn chặt mà. Mà lần chị bận mới mua vậy chị đâu bận được đâu. Không giờ chị ớt là chị bận được đâu. Vậy mà còn mua? Có lúc mua có thử đâu. Chị hoài bị khen tiếng mà. Nổi tiếng rồi. Mất mày. Quà có một ẩn nhiều không hả?
chị anh nằm ở đây với tụi em. Vậy em nằm trên giường chờ em nha. Nguyên mình nghĩa luôn. Nằm yên mình trên đó được, em đợi em. Có như ơi, còn ông nội quà đó nữa kiếm mở hay vậy, không có đâu. Thấy nghe mở mở cái nhìn liền. Bây giờ có một cái mà nó cái hết hồn kìa. Hết hồn gì? Quà hết hồn hả? Chị thật hung dữ, ngày như không ai chịu chị hết á. Nhưng mà chị không dữ thiệt. Đang đánh đó gì luôn, mình không dữ thiệt á. Mình sẽ hiện lại được, xem được mấy giây. Hồi xưa anh Dũng cũng chịu được mấy năm chờ. Nữa là anh Dũng cho nên là bị bỏ giữa đường suốt là vì vậy. À, nó suốt ngày bị bỏ giữa đường, tự bắt xe về. Bữa là chị gì em chị mới bỏ giữa đường, bị bỏ giữa đường luôn á ngoài. Chả liên quan gì luôn á. Em tại em lạc đó, xong mình chỉ kêu ổng là phải kiếm em. Chứ không tại kiếm em là ổng đâu có giận chị. Ủa kiếm em mắc gì vậy? Thì ổng nói là kiểu ông hay bị ấy là nói chị lo cho người khác nhiều hơn lo cho ổng á. Trời ơi, vậy mà cũng gái nữa bị khùng hay gì vậy? Rủ người ta đi xong vứt người ta giữa đường ra đường giữa chợ ấy. Nói là vứt giữa đường hay sao mà nó đi lạc rồi không đi kiếm nó. Sau đó nó bị đi kiếm mình đi không? Cái chị nói đi kiếm mình rồi chị mới ở lại đó chứ. Tại vì ổng thì cái tặng ổng chở nhanh lắm. Mình thì đã không biết đường rồi. Xong rồi chị nói chạy thì mình chạy nhanh vậy thì từ từ thôi. Mà gặp bữa là đi chơi Sugana nữa là nó cũng quạo, xong mình cũng quạo. Không, do cũng do chị cơ. Ông dẫn đi chơi thì còn chửi lên cái dẫn cái gì không dẫn tầm dẫn đi xuống ruộng. Đó, chị đó. Đủ chị rồi, ông mới bỏ chị lại, chị dễ chị không bỏ. Chứ đâu phải là mỗi lúc đấy là bị bỏ đâu, không thấy lần nào chị chả bị bỏ. Thì cái đi chơi mà không ngon lành gì thì nhanh cái bỏ chị sẽ nhoi vậy á. Chơi mà không vui là sẽ nhoi liền, nhoi là không chửi. Tại bạn còn hay lại chơi chứ. Có người yêu gì mình như bà nội á. Ai biết gì rồi. Mình thì đã không biết đường rồi, chạy trước rồi còn chạy như ăn cướp nữa. Thì đó, chị mới nói là ông chạy chậm thôi.
mà ông cứ chạy xong rồi chị bắt ông đợi, đợi cái buổi trời rồi không thấy, không thấy anh đâu hết trơn á. Mà gọi không gọi luôn. Ông mới nói là thôi đi về đi, chắc nó tự về được mà. Ông mới nói sao mà bỏ nó được mà kêu tự về. Ông nói đó, mày đợi mình đi. Rồi chị bước xuống xe luôn. Ông chạy cái tút về luôn. Mẹ ông chết. Cười gì hả? Cười cho đỡ đau. Chị em bị bỏ suốt à, quen rồi. Mấy cái tập hay làm trò em đất là mình nói vậy. Chị bị bỏ suốt xong rồi chị có giận không? Nó có giận xong rồi gói bụng quá rồi. Hỏi mày cái đêm đi có đi ăn không? Ăn này, hết giận đó. Thế là dễ dàng. Tới giờ ăn rồi mà, ăn chứ.